Bây giờ cho anh hỏi nè, cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Em lên làm tiệm nét cho cô, rồi xong rồi cô là chủ của nhà trẻ luôn. Ủa là sao? Cô á, được chủ á. Tức là em làm trong tiệm nét, còn vợ em làm ở mẫu giáo, coi là trong mầm non đúng không? Vậy sao mà mắc mới gì gặp được nhau ta? Cô đó mở tiệm nét nhưng mà tiệm nét với nhà trẻ gần nhau. À, sát gần nhau. Gần nhau cho nên là trưa thì ăn cơm trưa mấy cô hay ăn chung, và nhà với là tiệm nét cũng ghép chung cho đó luôn, ăn cơm chung thì hôm đó mới gặp nhau. Hai bạn gặp nhau thì bên nào để ý bên nào trước? Em để ý trước. Điều gì mà em để ý cô này? Múc. Cô giáo múc quá. Cô giáo múc quá. Rất. Bây giờ ông thấy ông nói cho tôi nghe, ông nhìn đâu mà ông nói người ta múc? Tại giờ mặc đồ cưới không thấy. Mặc đồ cưới không thấy? Dạ. Chứ mặc đồ gì mới thấy múc? Mặc đồ tập thể dục quá. Nhìn vô cái múc quá. Vô ăn cơm đấy nhìn cô giáo không? Thôi rồi sao? Dạ. Rồi sao? Rồi không có để ý. Cái bữa đó thì em lên ăn cơm sớm hơn mọi khi, thì mới gặp ông này, ông đang ngồi ăn. Mà ông ăn, ông không có dòm tới ai hết trơn, ông cắm đầu xuống ăn vậy nè. Ông nói chuyện với ai ăn bất chấp vậy. Em mới hỏi chị có bên, ủa ai vậy? Thì chị mới nói là, này làm tiệm nét, ở ngoài tiệm nét vô ăn cơm. Nói vậy hả? Cái cũng hỏi em ở đâu, không nói cười. Ăn tự nhiên đi, nhưng em không có sao đâu. Cũng không nói cười, cũng cấm đầu ăn không. Mình nghĩ chắc là nhỏ tuổi hơn mình rồi, cho nên là mình cũng xưng em ngọt xớt vậy đó. Chị mà lớn hơn 3 tuổi đâu dám để ý đâu. Vậy sao nãy em nói em vô để ý là... Để ý rồi, nhưng mà để ý có gái, chưa có biết tuổi. Mấy ngày sau mới biết là tuổi, nên không dám đụng luôn. Lúc đó đang lớn tuổi hơn mình đúng không? Là né luôn đó. Né luôn. Ủa nhưng mà... Đang còn quen với quê một cô lệ nữa. Mình không dám, mình không dám. Rất là thẳng. Rất là thân chất. Nhưng mà nếu mà tỷ dụ mà cô này cũng nhỏ hơn em là em có ghẹo liền không? Ghẹo liền. Có chứ. Ghẹo liền. Cho đến cái lúc mà chuyển giai đoạn là yêu nhau đó, thì là cái câu chuyện như thế nào? Em cũng có người yêu ở Mỹ. Ông nội này thì cũng có người yêu ở quê. Dạ, cho nên là hai đứa hoàn toàn độc lập, giống như chơi với nhau như chị em với nhau thôi. Có một lần Lục tự nhiên cảm thấy ông này sao quan tâm mình quá mức rồi. Có nhiều nhiều cái hành động mình nghĩ chọc có khi nào này tích mình không trời. Tức nghĩa là thế đã để ý người chị này rồi. Dạ. Từ khi nào? Không biết luôn. Đó là cái hành động nào mà em nói là bạn này quan tâm đến em nhiều? Hỏi han nè, rồi cái chuyện gì mà chị Thúy nhờ là làm tất tần tật luôn, rửa hình dùng cho mấy đứa nhỏ là đi rửa luôn hết, rửa luôn. Đã vậy trong cái USB nó còn có hình người yêu cũ nữa, của chị Thúy nữa. Nó lại lôi cái hình chị Thúy với lại người yêu cũ rắc thành một tấm đi rửa cho chị Thúy bỏ vào trong cái bóp nữa. Nhưng mà lúc đó là em vô tư mà đúng không? Vô tư. Lúc đó vô tư. Lúc đó là còn quen người quen. Rồi bây giờ anh đoán nè, lúc đó vẫn còn là tình chị em, chắc là từ cái tình cảm của Thúy với người yêu bên Mỹ đó chắc có rạn nứt rồi. Lúc đó thì hai bên này mới bắt đầu cảm thông với nhau đúng không? Và em với người yêu em chia tay rồi. Chưa chia tay, còn quen nhưng mà xa quá, rồi ở gần cho đây có tình cảm trước. Rồi lúc anh sao chia tay được với người kia? Trốn luôn, không về quê luôn. Ủa nhưng mà rồi yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Trong một năm là cưới. Một năm luôn. Chắc có lẽ là suôn sẻ đúng không? Không có suôn sẻ, tại vì là bên gia đình chồng thì đồng ý. Lý do? Thì lớn tuổi với lại xa nữa. Ở Bình Định. Xa rồi. Quê xa. Đi rước dâu phải xa đúng không? Rồi không cho à? Em làm gì để mà rước nàng về Vinh? Điện năn nỉ mà không có ai chịu hết. Điện về nói là chuyện này Tết năm nay con chở người yêu con về ra mắt ông bà nội với mẹ. Cái điện lên nói là chuyện này mày dẫn nó về, nó tao đuổi cha với mẹ ra đường ở nha. Cái cha mẹ nói mày thương tao đừng có dẫn con nhỏ nó về kia. Tết ra chở vợ về luôn. Tới già cái cha mẹ xanh mặt mày hết. Sợ đuổi ra khỏi đường. Em thấy mặt của ba mẹ chồng em cũng sợ lắm, sợ tái mẹ tao mét hết trơn à. Mẹ bưng cái chén bún cho tao mà run hết trơn luôn. Có cha thì còn bình tĩnh, cha dắt xe vô rồi cha lấy túi sách rồi vô. Xong rồi hai đứa mới xuống dưới nhà bà nội á. Xuống thì ông này nói chung là hồi nào giờ cũng sợ ông bà nội. Xuống thì cũng rụt rè lắm, cũng ơi thưa bà nội, ông bà nội con mới về, nói luyên thuyên nói ông bà nội cũng trả lời trả vốn vậy luôn. Cái em thấy vậy em cũng ớn quá, sao tình hình căng thẳng quá vậy trời. Xong đó mới ra sau rửa mặt xong thì vô cũng nói chuyện cứ cởi mở rồi hỏi thăm bình thường như thế thôi. Không hiểu sao cái bà nội chuyển thái độ 180 độ luôn. Rồi qua ngày hôm sau là bà nội gật câu là thầy vợ thần tế luôn, không có cần thôi vậy thôi hả. Rồi lúc đó là gia đình đồng ý luôn. Dạ là cha với mẹ chồng thì không có vấn đề gì, ông bà nội ok là ông cha mẹ chồng ok thôi. Vậy thì cái lúc mà khi mà em biết được là gia đình chồng á là chê em già rồi không đồng ý á, thì lúc đó thái độ em sao, em buồn không? Dạ nản lắm, tính là chưa tao cho rồi chứ chưa cái gì mới có bắt đầu mà thằng này thì không chịu. Cứ đòi cái xong cái dặn xong cái qua sân thượng nhà người ta ngồi tự kỷ vậy. Cái bộ bên đây nghĩ nói hoài mà cứ ngu như hoài không nói gì rồi. Hành động như thế sao
tức quá nãy giờ đi không đi lấy gạch đập đầu á, biết là bên đó có cục gạch một lắm. Một phải không? Một rồi, nó dám đập chứ cục gạch mới đập. Đập luôn đầu rồi, đập luôn bể nát đập luôn đi. Dạ bể cục gạch luôn. Lúc đó em nhìn thấy em sợ không? Dạ không, tại vì biết ông này em sợ đau. Thành ra mà gạch thì mưa nắng rồi xuống nó chắc nó cũng mục rồi, mà ông dọa mình trước nhưng mà ông địa thử mấy cục gạch có cục nào mục không, ông mới đập đập đi. Đầu ai đó bể chứ đâu phải mình bể đâu. Rồi sao? Cái vô nhà với bộ xỉu. Xỉu bằng con mày nữa. Cái cây cô giáo đi lên xong cái thấy xỉu cái lầu vô. Tao giật trong gáy rồi thọt ép tụi lum muốn cười không cười được. Mình sắp nữa. Đâu dám ngứa mặt lên cười tao quýnh chết vậy. Trời cứ giật hoài đạo quả muốn chết luôn á. Gái chịu đựng. Nếu mày cười lên là thấy chửi giận nữa. Coi như là sợ chửi giận nữa. Mà lúc em có biết giả bộ không? Dạ biết. Cái mặt này giả bộ là biết hay vậy lắm. Vậy thì em tại sao không giật cuồng nhiệt lên để dạ cho họ ghét? Em chỉ đứng khoanh tay em dòm thử để diễn tới chừng để nào coi chịu thôi. Được à, dạ, diễn sâu tới chừng nào đến bao lâu thì mới đuối quá rồi đau quá cứ thọt ép hoài ai mà chịu nổi rồi luôn rồi xong dẫn tiếp rồi là sau cái vụ đó là mới dẫn về quê đúng không? Coi như lấy rồi đó, bắt đầu là không có gì ngăn cản các bạn nữa hết đúng không? Dạ qua hết rồi đúng không? Và bây giờ về sống chung mái nhà sống hay có cái gì gọi là vỡ mộng về đối tượng của mình không? Dạ cũng vỡ mộng nhiều lắm, tại vì tính là hơi con nít bày hoài lắm, làm tới đâu là bày tới đó à, chứ không có phải gọn gàng sạch sẽ, mà tính của em thì phải kỹ, làm xong là phải sạch sẽ, phải giáo gọn mà. Cái nào dạ mỗi lần em sai em làm cái gì mà cổ mà cô giáo không vừa lòng thì cổ sao? Như là vợ đi làm ở nhà cái là giặt đồ xong cái giặt xong mà vũ không vũ á là la, tại vì hai đứa ở trên team mét luôn, xong rồi la cái mấy thằng team mét nó nói sao vợ em vũ quá. Nó lớn tiếng thôi chứ cũng phải là la gì nữa. À sao ông không có phơi đồ mà ông không có vũ cái quần áo ra cho nó ngay thẳng gì hết trơn á, nói bao nhiêu lần rồi mà ngày lần nào cũng vậy hết trơn, cứ lấy đồ lên là móc lên mà giặt tùm giặt đồ mới giặt là nó nhầu lúc mà phải vũ ra thì nó thẳng thóm được. Mà cứ bóc lên là nhau có nhiều, móc lên là nhanh. Đồ y như cái đồ dễ vậy đó. Thành ra mỗi lần mà xếp đồ là rất là bực bội. Cho nên là nói bao nhiêu lần mà không có sửa. Ngoài cái bầy hầy ra là còn cái gì xấu nữa không? Dạ lật lọng lắm. Lật lọng hả? Chết rồi. Kể đi em. Dạ mỗi lần làm sai là nói không có chịu nhận, đổ thừa đứa này đứa kia. Thậm chí mà gái lớn giờ 3 tuổi rồi đó. Đổ thừa con gái luôn không? Dạ đúng rồi, đổ dễ thừa sợ luôn. Không những hả? Nhỏ mới 16 tuổi cũng đổ thừa nó luôn. Cái gì? 16 tháng đó. Đổ thừa luôn, nhỏ 16 tháng. Đổ thừa cái gì? Nói nghe coi. Giống như là cũng cái tật bài thầy đó dọn đấy, xong cái về nó cha sao cha cái này ông không dịp dẹp vậy? Mít. Sao làm không chịu dẹp với mít? Trời ơi, bạn nhỏ 16 tháng mà mình nói lần nào vậy đó. Dễ sợ không? Dạ, bí quá đó. Sợ. Xong mà đôi chối lắm, đôi chối cực kỳ luôn. Hồi đó có một lần là đang chơi con bú trong phòng thì ổng người này cũng vô tình thôi chứ không phải là theo dõi ổng, cái dòm ra trước cho thấy ông đang khui chai nước ngọt, chắc nghĩ chơi khui cho khách thôi. Ông khui xong lấy ly đá ông rót ra, ông uống. Mà ông dòm vô phía trong phòng mới coi mình có dòm ra không. Uống lén đó. Dạ đúng rồi, uống lén. Xong cái thấy rồi, im ru không nói tiếng nào hết. Cái ông uống xong cái ông còn miếng nữa nè, ông uống cho hết đi thôi, uống xong phi tan đi. Không. Để lại trong thùng đá đó để dành uống nữa. Cái trong này em cho con uống xong em giả bộ em đi ra xong dỡ thùng đá ra cầm chai nước ngọt lên nó ủa cha cái nước ngọt này của ai vậy, của khách á, của khách uống còn dư để dành xíu nữa nướng là dối trá đó, dối trá. Dạ, dối trá lắm. Cái em nói là tôi ngồi trong nó tôi thấy rõ ràng ông múc cái ly đá ra ông rót vô ông uống ông còn dòm cho thử tôi có dòm ông không, mà giờ ông nói là của khách, giờ này của ai, của anh. Cứng họng phải bắt tận tay dây tận mặt thì lúc đó mới không chối, chứ không là chối bất chấp lật chối chừng nào mà không được nữa. Lật lòng đó. Ủa rồi sợ vợ lắm hả cưng? Tại vì không có thích vợ buồn. Không thích la vợ buồn. Cái bất công rồi em quạo lên rồi cái cãi lộn rồi không có vui. Chứ không phải là vợ đánh hả? Có bao giờ bị đánh đòn như cô giáo đánh học sinh cũng chưa? Sợ nhưng mà né đứng xa lắm. Tại vì vợ Bình Định có vỏ không dám đứng là à, nói nghe nào. Đầu tiên là gì bày hay nè, thứ hai lật lòng. Lật lòng dối trá. Thứ ba là dối trá rồi giờ còn nữa không? Chắc là hết rồi. Chuyện chậm thời quên mất tiêu rồi, trung quá quên rồi. Vậy hả? Bây giờ tới gì tới chậm đi. Hay la chồng quá. Rồi gì nữa? Kỹ quá. Thí dụ như là phơi đồ xong rồi đem vô xếp á, bỏ sổ hết trơn rồi đi làm gì đấy. Em này xếp đồ hết trơn cho em rồi đó. Em sướng rồi. Ai ngờ đâu ngồi đi gan trước đi vô thấy bao lồi ra mới xếp được hết trơn. Không kỹ chưa bao giờ xếp bỏ cũng chết luôn. Kỹ quá phải không? Rồi hay la. Muốn lên máu luôn vậy đó. Muốn lên máu. Rồi còn gì nữa không? Ham tiền. Ham tiền. Trời ơi, không có kẹo mà ham tiền. Tiền mà không phải là mình ham, nhưng mà nói cái gì mình cũng nói tới tiền. Lúc bà sao bà ham tiền quá.
khi mới tức lên nói là ủa ông sống không cần tiền, ông không có tiền, không có vật chất, sao có tinh thần, mà đó ông này ông làm cực lắm, ông xem trọng tiền, giống như ông bán buôn rồi cả ngày vậy đó, mà nguyên cái hộp tiền ông để trước, ai lấy ông không có lấy. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì trước cửa có bán nước mía, cái xong rồi tối bán xong rồi có cái hộp tiền trong á, cái bán xong gửi tủ ông bỏ hộp tiền ngoài đường á, ai muốn làm gì làm. Còn một lần nữa, cái này là ông kể lại mà không biết có thiệt hay không. Ông đi ngồi đường rớt ra tờ 100 ngàn, ông tính quay lại lấy, ông kia lại lấy, ông nói thôi cho lấy luôn. Trời ơi, chứ giờ lại hỏi nó của con, ông đâu có trả đâu, nói cô này tiền mày có giấu không, mày chết luôn, có không cái lộ rồi nó đi. Tiền của mình mà không dám lấy, thôi người ta lấy rồi cho lấy luôn. Tụi em còn chuyện gì vui nữa không? Đi làm về mà thấy sắp sáp vô hung hung vợ rồi sờ sờ mó mó vợ là biết rồi. Em đẹp quá, khen thí thế lắm, khen ổ hôm nay em thơm quá, em không có hôi là mình biết thế nào cũng có một câu sau là tối nay cho anh quện nha. Tức có nghĩa là câu trước là khen vợ, nhưng câu sau đậm thôi là tối nay cho anh quện nha. Cho ân huệ đó phải không? Không phải, tối nay cho anh quện một cái. Ân huệ. À cho anh quện là chứ không phải cho anh quện. Cái từ nó thô thiển đâu á, không có nói. Rồi bây giờ em mong muốn ở thế thay đổi điều gì? Bớt nhây bớt xàm lại, mới xàm lắm, xàm cả ngày, xàm nhức cả đầu luôn vậy đó. Xàm mà dạ có đầu nó xàm vui mà. Nói xàm cho vui không thôi, nhà buồn hiu à. Nói cho vợ vui á. Không, nói vui thì cũng có lúc, nhiều lúc mình đang bực mình mà tự nhiên cái lại cũng sờ mó kêu vợ ơi, em ơi anh muốn có cái gì đó với em ơi thằng thứ này thứ nọ, nói chung là kiếm mọi chuyện đó nói, mà nhiều khi chọc cho bực lên thêm vậy đó. Thế còn thế mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt to tiếng lại. Bớt kỹ lại, kỹ quá. Ta to tiếng tại vì ông xàm quá, người ta mới to tiếng chứ. Xàm thì nhây nữa. Rồi người ta kỹ vậy là tốt cho con ông, với lại tốt cho ông mộng đòi ta không kỹ. Đàn bà con gái là phải kỹ lưỡng sạch sẽ, hiểu không? Đó là cái yếu tố quan trọng nhất. Thử mà giờ mà bê bối luộn thuộn coi. Bày hay. Là bày hay coi là em chán liền. Trời, hiểu chưa? Ngày xưa ông cũng bày hay lắm, rèn lắm mới được vậy nè. Thôi bây giờ về đi, chị chúc cho tụi em á là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cái gia đình tụi em rất là dễ thương quá. Hiểu không? Và nhớ một điều á là thế á, chỉ cần em chững chạc lên một chút xíu, có nghĩa là em vẫn giữ cái vô tư của em như vậy cho không khí gia đình vui, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ, giống như là vợ em nói vậy đó. Còn bình thường á thì cũng phải có những lúc em phải chứng tỏ em là người đàn ông trụ cột của gia đình. Rồi xin cảm ơn hai bạn.